Là một newbie chập chững bước vào thị trường crypto, nếu bạn đang cảm thấy rối tung trong một mớ thuật ngữ khó hiểu với những cụm từ lóng chuyên ngành, thì đây chính xác là video dành cho bạn. Biết Tuốt sẽ cắt nghĩa mọi thuật ngữ trở nên ngắn gọn, đơn giản và siêu dễ hiểu. Bắt đầu thôi! 1. Exchange có nghĩa là sàn giao dịch. Tham gia vào crypto thì chắc chắn bạn phải biết đến khái niệm này. Đây là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán, trao đổi tiền mã hóa. Hiện nay có hai loại sàn giao dịch trên thị trường là sàn giao dịch tập trung SEX và sàn giao dịch phi tập trung DEX. 2. KYC viết tắt cho cụm từ Know Your Customer, nghĩa là biết rõ khách hàng của bạn. Đây là từ để chỉ quy trình xác minh danh tính mà các nhà cung cấp dịch vụ tài chính yêu cầu khách hàng phải thực hiện để có được thông tin chính xác của khách hàng. Mục đích của quy trình này là đảm bảo các khách hàng đăng ký đều là người dùng thật, đảm bảo việc nhà nước, chính phủ có thể kiểm soát các hoạt động trên sàn, tránh các giao dịch phi pháp như rửa tiền, cá độ, chuyển tiền trái phép. 3. Ancoin. Ancoin viết tắt của cụm từ Alternative Coin, có nghĩa là coin thay thế. Ancoin là tên gọi chung của tất cả các loại tiền điện tử khác với Bitcoin. Phần lớn các Ancoin trước đây đều là những phiên bản cải tiến của Bitcoin. Ví dụ một số Ancoin, BNB, ETH, SON. 4. Uptrend, downtrend. Uptrend ý chỉ thị trường đang trong một xu hướng tăng trưởng, có sự tăng nhanh về giá các loại coin, token nhiều hơn mức bình quân trong lịch sử. Đặc biệt, giá tăng trong một thời gian dài và có trọng lượng mua bán lớn. Thường lúc này nhu cầu mua sẽ lớn hơn nhu cầu bán, vì vậy mọi người dễ dàng kiếm được lợi nhuận hơn. Trái lại với uptrend là downtrend, có nghĩa là thị trường đang trong một xu hướng giảm. Giá các loại coin, token sẽ giảm giá một cách đột ngột, liên tục và kéo dài. Nhu cầu bán sẽ lớn hơn nhu cầu mua, cơ hội kiếm được lợi nhuận ít hơn, nhiều người mất tiền hơn là kiếm được. 5. FOMO, FOOD. FOMO là viết tắt của Fear of Missing Out, tức hội chứng sợ bỏ lỡ. Đây là cảm giác mà ai tham gia thị trường crypto cũng đã từng gặp phải. Với hội chứng này, mọi người bị mang tâm lý lo sợ sẽ lỡ mất các kèo đầu tư X5, X10 tài sản. Chính vì vậy đã bị xuống tiền theo cảm xúc, không nghiên cứu kỹ, kết cục là có thể mất rất rất nhiều tiền. Ngược lại với FOMO là FOOD, viết tắt của Fear, Uncertainty, Doubt, nghĩa là sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ. Trạng thái này thường xuất hiện khi thị trường gặp biến động bởi hàng loạt tin xấu, mọi người sẽ bị lo sợ và hoảng loạn, sau đó bán tháo các tài sản đang có. 6. ATH, ATL. ATH có nghĩa là All Time High, điểm cao nhất, có thể về giá hoặc vốn hóa mà một đồng coin, token đã đạt được trong lịch sử giá của nó. Ví dụ ATH của Bitcoin tính đến thời điểm hiện tại là 69.000 đô. Trái lại với ATH là ATL, All Low Time, có nghĩa là mức giá thấp nhất trong lịch sử. 7. Hold hay là hold? Dùng hold cũng đúng, mà nói là hold cũng không sai. Trong tiếng Anh, từ chuẩn sẽ là hold, nhưng hold lại là một từ lóng được các nhà đầu tư trong thị trường crypto dùng nhiều hơn. Cả hai từ đều nói về chiến lược đầu tư, mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài. Lý do hold được sử dụng nhiều hơn là từ một sự việc khá thú vị vào năm 2013. Lúc này, Bitcoin đã có một đợt tăng giá mạnh đầu tiên trong lịch sử, từ 130 đô lên 1.130 đô. Nhưng sau đó không lâu, Bitcoin bắt đầu rớt giá và đợt rớt mạnh nhất chỉ còn hơn 500 đô. Trong lúc cộng đồng đang rất hoang mang thì có một tài khoản với tên Game Kyubi đã cổ vũ tinh thần mọi người bằng một bài viết có nội dung sai lỗi chính tả I am holding trong lúc đang say xỉn. Điều này khiến mọi người cảm thấy thích thú và chia sẻ rộng rãi, khiến cho từ hold trở nên phổ biến. 8. Entry. Entry trong giao dịch crypto là điểm vào lệnh, điểm bắt đầu một lệnh nào đó. Mọi người vẫn hay bàn luận với nhau đây là mức entry đẹp, có nghĩa đây là mức giá đẹp và phù hợp để mua vào. 9. TP, SL. TP là Take Profit, có nghĩa là lệnh chốt lời, dùng để xác định điểm chốt lời. Lệnh TP sẽ được các nhà đầu tư cài đặt sẵn nhằm đạt được chính xác lợi nhuận kỳ vọng. Khi thị trường chạm vào điểm chốt lời mà nhà đầu tư đã đặt thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh. Còn SL là Stop Loss, có nghĩa là điểm cắt lỗ, dừng lỗ. Lệnh cắt lỗ cho phép nhà đầu tư giảm thiểu lỗ bằng cách tự động đóng lệnh tại một mức giá được chỉ định, thường là mức giá thấp hơn giá mua. Mốc cắt lỗ này giúp bạn giảm thiểu rủi ro, mất nhiều tiền hơn mức bạn có thể chịu đựng. 10. DCA. DCA viết tắt của Dollar Cost Averaging. Đây là chiến lược trung bình giá, chia nhỏ tiền đầu tư để mua một loại tiền mã hóa nhiều lần trong một thời gian dài. Tức là thay vì bạn đầu tư tất tay số tiền mình đang có trong một lần thì bạn có thể chia nhỏ để mua nhiều lần. Như vậy, giá của tài sản mã hóa mà bạn mua sẽ là giá trị trung bình của tài sản đó trong một khoảng thời gian. Việc này giúp cho bạn giảm thiểu tổn thất nếu giá tài sản đi xuống. DCA sẽ không giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận mà chỉ tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro, tận dụng lợi thế và tăng trưởng trong thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy video của chúng tôi thú vị, hãy bấm nút like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực ra các video mới hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo.